Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay ngày 20 tháng 2 năm 2021 thì mình sẽ tiếp tục chơi một cái video game như thế này các bạn. Đây là video thứ hai trong ngày hôm nay nhé các bạn. Mình sẽ chế độ đấu với nhau trận Vegeta và đấu với thằng Goku trong trận chiến đầu tiên nhé các bạn. Cha 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 mày hả mày. Nếu bạn cảm thấy video này hay thì hãy like, share và đăng ký kênh nha. Rồi, cảm ơn rất nhiều. Goku cái gì? Trời. Thật là ok. Goku cái gì? Hey, trời. Bây giờ thì ta sẽ cho người biết mùi đây. Cứ chạy đi để ta gồng lên hết sức và chơi việc như thôi. Trong tích tắc, wow, dính đòn như thế này mà cũng còn gọi là làm cái gì đây. Là dính đòn. Thank you.
Thank you.